Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói Sài Gòn là cái nôi sản sinh ra rất nhiều thương hiệu Việt. Mỗi thương hiệu đều có cho mình một trang sử đáng tự hào. Nhiều thương hiệu vẫn còn cho đến ngày nay và rất gần gũi với mọi chúng ta. Có những thương hiệu được thay đổi sau năm 1975, cũng có những thương hiệu đã mất, chỉ còn đọng lại trong ký ức. Video này sẽ nói về những sản phẩm, những nhãn hiệu danh thương rất đổi quen thuộc trong đời sống sinh hoạt, tiêu dùng mà mỗi khi nhắc tới sẽ gợi cho ta những ký ức và kỷ niệm gắn liền với vùng đất Sài Gòn xưa. Vinabico Kotobuki. Vinabico vốn là một doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo snack có lịch sử phát triển lâu đời với quy mô lớn đầu tiên tại thị trường miền Nam. Thành lập trước khi đất nước hoàn toàn độc lập, so với nhiều thương hiệu có tên tuổi của đất Sài Gòn xưa, Vinabico có thâm niên ngắn hơn vì chỉ mới xây dựng từ năm 1974. Thế nhưng, con thiên nga trắng Vinabico vẫn được người ta nhớ đến với cái tên doanh nghiệp là Việt Nam Bánh Kẹo Công Ty. Tên này do ông Trương Hy, người sáng lập đặt ra như sự khẳng định năng lực sản xuất và chất lượng hàng Việt Nam. Khi ông Hy bàn giao công ty cho nhà nước vào năm 1978, đã có những ý kiến thay đổi tên công ty. Nếu như ông Nguyễn Văn Khá, giám đốc công ty lúc đó không cương quyết thuyết phục giữ lại tên, thì chưa chắc công ty phát triển và liên doanh với tập đoàn Kotobuki của Nhật Bản sau này. Phải thừa nhận thương hiệu Vinabico không thể mất trong liên danh. Từ năm 1978 cho đến tận năm 1992, Vinabico trở thành nhà sản xuất chủ lực các sản phẩm bánh kẹo cung cấp cho thị trường cả nước. Năm 1993, Vinabico hợp tác với tập đoàn Kotobuki thành lập công ty liên danh Vinabico Kotobuki nhằm mục đích học hỏi những công nghệ sản xuất và quản lý tiên tiến nhất. Chỉ một thời gian ngắn sau, liên doanh Vinabico Kotobuki đưa ra thị trường loại snack đầu tiên sản xuất tại Việt Nam. Đây chính là loại snack luôn được người tiêu dùng ưa chuộng với tên gọi thân mật Cua Xanh và được đưa vào danh sách các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ đó, sản phẩm của Vinabico được đánh giá rất cao về hương vị và chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ISO. Tất cả các sản phẩm của hãng từ snack cua đến bánh quy hay bánh trung thu v.v. có mặt rộng khắp ở các siêu thị và tạp hóa bình dân. Những chiếc bánh hình con cua trông rất dễ thương, cắn vào thì vị giòn giòn, mặn mặn, từ lâu đã trở thành một phần ký ức của thế hệ 8X, 9X. Suốt 8 năm liền từ năm 1998 đến năm 2005, Vinabico luôn nằm trong top 10 ngành bánh kẹo của cuộc bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao. Thế nhưng, sau khi cổ phần hóa, do gặp khó khăn trong khâu tiếp nhận công nghệ Nhật cũng như vấn đề nhân lực nên Vinabico dần yếu thế và lu mờ so với các sản phẩm ngoại nhập. Snacko nức tiếng một thời dần vắng bóng trên thị trường bánh kẹo và gần như bị quên lãng. Vào năm 2015, công ty cổ phần Kindo đã tiến hành thâu tóm 51% cổ phần của Vinabico và tiến tới sở hữu toàn bộ số cổ phần của thương hiệu này. Sau đó thì chính thức xóa bỏ tư cách pháp nhân độc lập của Vinabico. Sau này, mỗi doanh nghiệp dù có lối đi riêng để tồn tại và phát triển, nhưng giá trị vô hình của hai chữ Việt Nam là điều đáng để nhớ trong xây dựng thương hiệu. Xá xị Chương Dương. Trước năm 1975, xá xị rất phổ biến tại miền Nam Việt Nam và phần lớn do hãng BGI sản xuất, chứa trong chai thủy tinh. Xá xị đầu tiên tại Sài Gòn có nhãn hiệu hình con cọp nên còn gọi là xá xị con cọp. Đến tháng 7 năm 1977, tập đoàn BGI chính thức chuyển nhượng quyền sở hữu và bàn giao toàn bộ nhà máy cho Việt Nam, trở thành nhà máy quốc doanh với tên gọi là nhà máy nước ngọt Chương Dương. Hầu hết thị trường khu vực miền Nam khi đó đều rất ưa chuộng dòng sản phẩm này. Đây được xem là như thời hoàng kim của xá xị Chương Dương. Năm 1993, nhà máy được đổi tên thành công ty nước giải khát Chương Dương. Nhưng cũng từ đây, khi hai ông lớn trong ngành giải khát Coca là Coca-Cola và Pepsi vào Việt Nam, với tiềm lực tài chính mạnh cùng kinh nghiệm lâu năm, những gã khổng lồ đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, khiến cho xá xị Chương Dương lao đao. Bông Bạch Tuyết. Bông Bạch Tuyết là nhãn hiệu lẫy lừng trước năm 1975. Sau này do tình hình đất nước sau chiến tranh mà số phận sản phẩm này cũng bấp bênh. Tiền thân của Bông Bạch Tuyết là nhà máy Copovina Bạch Tuyết, được thành lập vào năm 1960, là nhà máy của tư nhân chuyên sản xuất các sản phẩm bông y tế và băng vệ sinh phụ nữ. Sản phẩm đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và tạo uy tín trong lòng người tiêu dùng. Từ năm 1975 đến năm 1997, nhà máy Copovina Bạch Tuyết sau khi quốc hữu hóa đã lần lượt đổi tên thành xí nghiệp quốc doanh Bông Bạch Tuyết và công ty Bông Bạch Tuyết,
đảm nhiệm xuất sắc vai trò cung cấp giải pháp bông y tế và các sản phẩm dân sinh, được ghi danh bởi nhiều giải thưởng nhà nước. Vào thập niên những năm 90 của thế kỷ trước, nói về bông y tế thì hầu như chỉ có bông bạch tuyết trên thị trường, chiếm tới 90% thị phần. Năm 2004, bông bạch tuyết lần đầu niêm yết trên sàn chứng khoán, và cũng kể từ đây bông bạch tuyết rơi vào khủng hoảng. Từ một doanh nghiệp thống lĩnh thị phần đã có lúc đối mặt với nguy cơ phá sản bởi xung đột lợi ích giữa các cổ đông, giá nguyên liệu đầu vào không ngừng tăng và năng lực bán hàng không đáp ứng được nhu cầu thực tế trong một thời gian dài. Sau 5 năm lên sàn, năm 2009, bông bạch tuyết buộc phải hủy niêm yết. Có nhiều giai đoạn công ty bị mất thanh khoản và tài sản bị công ty phát mãi, đấu giá. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của bông bạch tuyết không chỉ đã từng là một sản phẩm có thương hiệu đình đám, mà còn là vì sản phẩm có chất lượng cao. Cũng nhờ đó vẫn có đối tác quay lại đặt hàng. Và cũng trong giai đoạn năm 2017, bông bạch tuyết có thêm những cổ đông mới, nguồn vốn mới. Đặc biệt, trong suốt thời gian đại dịch, sản phẩm khẩu trang nhãn hiệu bông bạch tuyết vẫn luôn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của mọi nhà. Yokula Makfu. Nhắc đến Yokula Makfu, những người ở miền Nam tầm tuổi 50 trở lên hầu như không ai không biết. Nó cùng thời với dầu Huynh Diệp Bác Sĩ Tính và dầu gió Nhị Thiên Đường, nhưng không có đối thủ ở loại dầu cao. Thậm chí từ thương hiệu dầu cù là Makfu, người ta quen gọi dầu cù là để chỉ tất cả các loại dầu cao, kể cả hãng dầu được sản xuất ở bên Tàu. Sở dĩ dầu cù là Makfu được ưa chuộng là bởi công dụng trị bá bệnh của nó, từ chóng mặt, nhức đầu, ho, cảm, sổ mũi đến nhức mỏi tay chân, bị thương tích chảy máu, bị côn trùng cắn mũi đốt, vân vân. Bà Lê Kim Nga nhớ lại những năm 1960, gia đình bà ở Sài Gòn nấu dầu mệt nghỉ mà không đủ bán. Gần cả trăm công nhân chia nhau ra làm liên tục 3 ca, cho ra 8.000 chai dầu mỗi ngày, mà ngoài cửa các chủ đại lý đứng xếp hàng dài chờ để phân phối khắp từ Cà Mau ra đến Huế. Cũng theo lời kể của bà Lê Kim Nga, gốc gác dầu cù là Makfu của gia đình bắt nguồn từ một câu chuyện khá ly kỳ. Đó là năm 1930, thuở gia đình còn sống ở Phnom Penh, ông Thông Ong San, tức là ông ngoại của bà Lê Kim Nga và bà Lê Kim Phụng, dựa trên nền tảng công thức nấu dầu cù là của hoàng gia Myanmar nhà vợ, đã khăn gói sang Singapore học thêm kỹ thuật nấu. Tại xứ người, ông Thông Ong San cùng một người đàn ông người Singapore lai Myanmar thọ giáo một bác sĩ người Anh tên Basithin. Sau khi học được kỹ thuật nấu dầu cù là tuyệt diệu từ ông bác sĩ này, hai người học trò thống nhất. Ông người Singapore đặt tên cho dầu cù là Tiger Balm. Nhiều người Việt Nam sau này quen gọi là dầu cù là con cọp vàng, lấy màu nâu đỏ làm màu đặc trưng. Còn ông Thông Ong San gọi dầu của mình là cù là, nghĩa là nước Myanmar, và lấy màu xanh lục là màu đặc trưng. Sau khi trở về Phnom Penh, ông mới thêm tên vợ là Makfu vào để làm thương hiệu dầu. Ngưng sản xuất từ năm 1979, tưởng dầu cù là Makfu bị khai tử trên thị trường kể từ đó. Nào ngờ hai chị em bà Lê Kim Nga và Lê Kim Phụng là hậu duệ của dòng dõi hoàng tộc Myanmar tại Việt Nam đang âm thầm gây dựng lại sự nghiệp của cha ông. Vào năm 2013, người chị cả Lê Kim Nga đã quyết định tái sản xuất dầu cù là Makfu với tên gọi mới là Cao Xoa Con Công, với đúng công thức và kỹ thuật nấu của ông ngoại mình năm xưa. Hiện tại, Cao Xoa Con Công tuy vẫn được đón nhận từ những khách hàng từng biết đến danh tiếng và chất lượng của dầu cù là Makfu, nhưng phần lớn người dùng trẻ hiện nay lại không biết đến thương hiệu này. Một phần khác là do sức cạnh tranh của thị trường là quá lớn. Nước khoáng Vĩnh Hảo. Cho đến nay, nước khoáng Vĩnh Hảo có lẽ là thương hiệu Việt hiếm hoi với gần 100 năm phát triển không ngừng. Tháng 8 năm 1909, một thương gia tên Bùi Huy Tính tình cờ phát hiện lại nguồn suối khoáng nóng của Vĩnh Hảo. Nhưng cho đến ngày 28 tháng 1 năm 1928, công ty Midiro de Vinhau bắt đầu khai thác và đưa sản phẩm nước khoáng Vĩnh Hảo ra thị trường lần đầu tiên. Trước đó, các chuyên gia Pháp khảo sát và đánh giá chất lượng nguồn suối khoáng này tốt sánh ngang với nước khoáng Vichy nổi tiếng thế giới của Pháp. Từ đó, sản phẩm nước khoáng Vichy Vĩnh Hảo đã ra đời và chiếm lĩnh thị phần lớn tại thị trường Việt Nam lúc bấy giờ và trở thành sản phẩm trứ danh khắp Đông Dương. Không dừng ở đó, nước khoáng Vĩnh Hảo còn xuất khẩu đi thị trường các nước khó tính như Mỹ, Úc, Canada, Đài Loan, v.v. và sớm khẳng định đẳng cấp quốc tế của mình. Trước năm 1975, Vĩnh Hảo được chính quyền miền Nam cho lưu hành ở các bệnh viện và cửa hàng thuốc Tây của cả nước. Suốt gần 100 năm phát triển cho đến nay, dù trên thị trường xuất hiện nhiều loại đồ uống khác nhau, tuy nhiên, nước khoáng Vĩnh Hảo vẫn có một lối đi riêng và giữ được thương hiệu Việt. Bột Bích Chi. Xuất phát từ tình thương dành cho cô con gái bé nhỏ của mình, ông Trần Khiêm Khánh hay còn gọi là Tư Khánh đã làm ra sản phẩm dinh dưỡng
để rồi trở thành một thương hiệu quen thuộc gắn với các vị phụ huynh một thời. Đó là bột gạo lứt Bích Chi, bột ăn dặm hàng đầu của Việt Nam những năm 60-90 của thế kỷ trước. Nhà máy sản xuất được ông Tư Khánh đặt ở Sa Đéc và đặt tên là nhà máy bột Bích Chi, theo tên con gái của ông đã được nuôi bằng bột gạo lứt từ lúc mới sinh. Cô chính là người đã nếm thử những sản phẩm đầu tay của ông Tư Khánh. Ông nói, nếu không có Bích Chi, tôi đã không làm bột. Chính nhờ nuôi nó bằng gạo lứt do tôi làm ra mới có công ty sau này, nên tôi đặt tên cho bột này là Bích Chi. Tháng 3 năm 1967, nhà máy chính thức hoạt động với hình ảnh mẹ bồng con. Sau đó bột Bích Chi nhanh chóng được biết đến rộng khắp miền Nam, nhất là Sài Gòn những năm 1967 đến năm 1975. Lý do để bột Bích Chi được dùng nhiều vì so với sữa bột ngoại nhập lúc đó khá đắt đỏ, bột gạo lứt và bột tổng hợp Bích Chi giá rẻ nhưng vẫn có độ dinh dưỡng cao. Thứ nữa là sữa bột ngoại chỉ pha cho trẻ uống, còn bột Bích Chi pha đường cho trẻ uống hay ăn cũng được. Trẻ lớn một chút thì cho thêm thịt bằm, rau củ băm nhỏ vào nấu chung, thành món mặn ăn dặm cũng tiện lợi và ngon miệng. Không chỉ trẻ em, người lớn tuổi cũng dùng tốt các loại sản phẩm bột này. Năm 1970, nhà máy bột Bích Chi đã có tới cả 100 công nhân, còn được các hãng sữa như Dialac và Kiko danh tiếng tới ngỏ ý mua bột gia công. Nhưng ông Khánh từ chối vì cho rằng đây là sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, không muốn gia công cho nhãn hàng ngoại. Tháng 7 năm 1975, nhà máy bột Bích Chi trở thành công ty quốc danh và ông Khánh được Tổng cục Công nghiệp Thực phẩm thuộc Ban Kinh tế Kế hoạch Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam bố trí làm giám đốc, ổn định lại đời sống ấm no cho gần 200 công nhân và gia đình. Năm 1984 đến năm 1988, bột Bích Chi được chọn tham gia chương trình 2651 của chính phủ với sự viện trợ của chương trình Lương thực Thế giới PAM về chống suy dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Đây là chương trình viện trợ quốc tế lớn đầu tiên cho Việt Nam trong thời kỳ đất nước bị cấm vận, đã nhận được tài trợ và được trang thiết bị máy móc hiện đại để sản xuất bột dinh dưỡng cho chương trình PAM. Năm 1990, Trung tâm Dinh dưỡng Trẻ Em thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu sản xuất sản phẩm Risolac, đã đặt nhà máy bột Bích Chi gia công hỗn hợp bột gạo và đậu nành. Năm 2001, nhà máy bột Bích Chi được cổ phần hóa thành công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi. Những sản phẩm bột gạo lứt Bích Chi dù vẫn còn được nhiều người ưa chuộng và đang nỗ lực xuất khẩu, nhưng vẫn không bằng thời hoàng kim xưa và cũng không thể cạnh tranh với các ông lớn như Nestle, Vinamilk, v.v. Bột ngọt vị hương tố. Vào những năm của thập niên 1950, hai nhãn hiệu Ajinomoto và Vedan đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường Việt Nam. Thời điểm ấy, dù là nhà tài phiệt hay người có đầu óc kinh doanh táo bạo vẫn không dám có ý định cạnh tranh với hai nhãn hiệu này, nhất là Ajinomoto. Vậy mà năm 1960, tại Sài Gòn xuất hiện một loại bột ngọt mới, bột ngọt vị hương tố. Sản phẩm này được sản xuất bởi công ty Thiên Hương, đặt trụ sở chính tại số 118 đường Hải Thường Lãng Ông ở khu Chợ Lớn. Đây là nhà máy sản xuất bột ngọt đầu tiên ở miền Nam và được trang bị hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á bấy giờ. Chỉ sau một thời gian ngắn, vị hương tố lan rộng ra cả thành phố, đi về tận vùng nông thôn. Rồi cứ thế, vị hương tố lớn dần, lấn át, đẩy hai đàn anh vào vị trí góc khuất của các cửa hàng. Nắm bắt thời cơ, sau 8 năm hình thành và hoạt động, công ty Thiên Hương chính thức sản xuất mì ăn liền với nhãn hiệu mì vị hương. Bột ngọt vị hương tố và mì ăn liền vị hương độc chiếm thị phần từ Quảng Trị cho đến Cà Mau. Sự lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng đã khiến cho nhiều người thắc mắc không biết ông chủ là người thế nào mà giỏi giang đến như thế. Chủ của vị hương tố là một người bình thường, không có gì nổi trội. Ông là Trần Thành, người Hoa. Trước Thế chiến thứ hai, vùng Đông Nam Á và Trung Hoa rơi vào cảnh loạn lạc. Trên đất Trung Hoa, chiến tranh và nạn đói hoành hành. Người Hoa không thể tìm được cuộc sống tốt ngay trên quê hương của mình, đã rứt áo ra đi, tràn xuống phương Nam để tìm đời sống mới. Gia đình của ông Trần Thành có mặt tại Sài Gòn trong cuộc di dân này. Tuy nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bao nhiêu năm làm ăn chí thú, gây dựng sự nghiệp, đến khi có được khối tài sản kết xù, ông chủ Trần Thành lại gục ngã trước nhan sắc của một người đẹp, sự nghiệp bỗng chốc trượt dốc buông xuôi. Sau năm 1975, ông Trần Thành đi định cư nước ngoài, nhà máy Thiên Hương trở thành nhà máy quốc doanh. Ngoài bột ngọt, nhà máy còn làm thêm sản phẩm bột canh, nhưng dần dần chỉ còn tập trung vào mì ăn liền. Năm 2000, công ty thực phẩm Thiên Hương chính thức được cổ phần hóa và cải cách, trở thành công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương. Hiện nay, công ty Thiên Hương có hai công ty thành viên đặt trụ sở tại xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên và tại phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ những người lớn tuổi vẫn nhớ thập niên 70-80,
Vị Hương và Colusa Miket là hai thương hiệu phổ biến trên thị trường, được khách hàng tin dùng. Tuy nhiên, sau này với sự gia nhập của các doanh nghiệp nước ngoài, miếng bánh thị phần ngành mì ăn liền đã được chia lại. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài những thương hiệu, nhãn hiệu kể trên thì có lẽ sẽ còn rất nhiều thương hiệu tên tuổi gắn liền với người Sài Gòn xưa mà video không thể kể hết được, như pin con ó đen, dài Sài Gòn, dài Long Thành, vải Vinatexco, Vimitex, cho đến chai bia con cọp mang nhãn hiệu bia Bladu của nhà máy bia Chợ Lớn, rồi bia Sài Gòn hay các loại tập giấy học sinh như Olympic, Kokido, Vietbipit, Paylot và còn nhiều, nhiều nữa. Tất cả đó không chỉ là nhãn hiệu mà còn là ký ức, là kỷ niệm, là tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Các bạn thân mến, khi xem video này, ngoài những nhãn hiệu được kể ra, nếu bạn có nhớ ra tên tuổi nào, hãy bổ sung thêm dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé. Rất biết ơn vì bạn đã xem hết video này. Nếu cảm thấy hay, hãy like video và chia sẻ lan tỏa với mọi người nhé. Thân mến chào và hẹn gặp lại.